để tiếp nối chương trình văn nghệ chúng tôi, xin quý vị tiếp tục thưởng thức hai giọng hát của cây nhà lá vườn Quảng Đức Đạo Ca. Kim Phương và anh Ngọc Quân sẽ đến với quý vị qua nhạc phẩm Papa. Quý vị thông cảm là tại vì hôm nay ca sĩ Hình Phú không có đến được, cho nên là hai anh em nghĩ là emergency đó, hát mà chưa có tập vợt. Cho nên nếu như mà không được hay thì quý vị cũng ráng ủng hộ cho hai anh em chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và cũng xin cảm ơn ban nhạc đã giúp cho anh em chúng tôi hát cái bản Papa. Every day, my papa would work to have to make ends meet, to see that we would eat, keep those shoes upon my feet. Every night, my papa would take me in my bed, kiss me on my head, after the place was safe. Growing up with him was easy. Time just flew on by. The years began to fly. He aged and so did I. I could tell that Mama wasn't well. Papa so deceived. When she died, my papa broke down and cried. All he said were, God, why not take me? Every night he sat there sleeping in his rocking chair. Then one day, my papa said, son, I'm proud the way you fall. Make it all your own, or I'd be okay alone. Đêm đêm về cha hôn chúng con, mãi khắc ghi trong tim lời khuyên cũ, người chứa tràn tình thương. Hãy sống sao cho thật tốt, không cho đời ai chê trách ta. I could tell that mama wasn't well. So did she, so did she. When she died, my papa broke down and cried. Or he said, "Well, God, why not take me?" Mãi khắc ghi trong tim lời khuyên cũ, người chứa cha tình thương. Cho thật tốt, không cho đời ai chê trách ta. Every night he sat there sleeping in his rocking chair. He never went upstairs, only because she
he was in there. Every time I kissed my children, Papa was praying to you. Your children lived through you. They grow and need you too. I remember every word my Papa used to say. I live them every day. He told me where God was. Every day I give my children